Chào mọi người nhá. Nay Sơn lại giới thiệu tới mọi người một món ăn sáng, đấy là món xôi Hoàng Phố. Sở dĩ gọi món xôi Hoàng Phố này thì nó xuất phát từ ngoài Bắc, nên nếu như mọi người gọi là xôi Nghệ cũng được, gọi là xôi Hoàng Phố cũng được. Thì xôi Hoàng Phố thì nguyên liệu của nó bao gồm nếp cái hoa vàng này, nếp cái hoa vàng hoặc là nếp Điện Biên hoặc là nếp Lào mọi người sẽ sử dụng vào trong cái món này. Còn sử dụng nếp Thái cũng được, nhưng mà Sơn khuyên là sử dụng cái nếp cái hoa vàng và nếp Điện Biên đấy. Thì quá trình đồ cái xôi lên thì nó sẽ ngọt hơn. Thứ hai nữa là cái xôi nó sẽ thơm hơn, nó không bị bết. Chứ sử dụng nếp Thái thì quá trình mà mọi người đồ nó cũng dẻo, nhưng mà nó không 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 tơi cái nếp vào, ăn nó không còn nguyên cái hạt nếp mà nó hay bị bết. Đấy. Thứ hai nữa là món thứ hai đi cùng với cái này nữa là nghệ. Nghệ thì mọi người thái lát mỏng cho Sơn nhé. Để lát nữa Sơn sẽ hướng dẫn chưng cái này để trộn cùng với nếp. Thứ ba nữa là mỡ gà để tăng cái độ ngậy cho xôi. Hành phi, ở người Bắc thì ăn thêm cùng ruốc bông nữa, nhưng mà hôm nay Sơn chưa chuẩn bị kịp ruốc bông nên là sẽ ăn cùng với hành phi thôi. Đấy, muối, đường. Cái tỷ lệ muối và đường này thì sẽ là 1 cân nếp đi cùng với 13 gram đường và 13 gram muối. 13 gram thì tương đương với cái tỷ lệ là cái thìa mọi người ăn ở nhà ấy. Cái thìa này là thìa phở. Thì mọi người cứ đong cho Sơn một cái thìa này đầy gạt ngang là được. Đấy thì nó sẽ không bị mặn và cũng sẽ không bị nhạt. Tiếp theo Sơn sẽ hướng dẫn vào cái cách làm màu cho cái món xôi này nhé. Sơn sẽ hướng dẫn mọi người cách trưng cái màu nghệ để mình trộn vào làm màu cho xôi nhé. Thì cái mỡ gà này Sơn đã phi để lấy mỡ không. Ở nhà này mình trưng làm cái gì nó hơi vất vả vì là nó lâu, có thời gian nó lâu hơn là vì cái bếp ga nó hơi bé. Đấy, tiếp theo thì mình sẽ cho nghệ vào để chưng để lấy màu. Nghệ này Sơn cũng đã thái mỏng nhé, thái mỏng để mình chưng lát mình lấy màu. Mọi người chưng cho Sơn nghệ mình cho vào trước một chút xíu nhé, xong rồi mình tiếp theo mình cho một ít hành vào này, mình cho một ít hành vào để cho nó giảm bớt cái mùi nghệ. Thứ hai nữa là lát nữa mình cho cái mỡ gà này vào trong xôi thì nó được thơm hơn, nó thơm mùi hành. Đấy, mình chưng khi nào mà cái hành này nó vàng, đồng thời cái nghệ này nó cũng đã tôi hết màu đi, thì quá trình mình chưng như này, tại sao mọi người lại phải chưng, tại vì là chưng như này thì cái mùi nghệ ấy, cái mùi cái tinh dầu trong nghệ này nó được nhuần hơn và nó sẽ bay bớt cái mùi hăng của nghệ, nên cái lúc mình lên xôi thì nó sẽ không 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 bị mùi. Đấy, Sơn cho kết hợp cả hành vào trong này nữa thì quá trình mình lấy cái màu này nó sẽ không bị mùi nghệ quá trình mình ăn ấy. Đấy, mọi người cứ trưng vàng cho Sơn cái này là được. Đấy, Sơn cũng đã trưng vàng được như này nhé, trưng vàng như này thì hành cũng đã bắt đầu thơm. Thì mọi người cắt cái tinh dầu này ra ngoài cho Sơn, tắt cái dầu hành và dầu gừng, dầu nghệ này ra ngoài. Đấy, để trưng được màu như này thì tiếp theo trưng xong thì mọi người đổ ở đây cho Sơn nhé. Mình sẽ 1 cân nếp thì mình sẽ cần khoảng 3 thìa này, 3 thìa này thôi. Cái màu thì mọi người thích màu nhiều thì mình cho nhiều. Còn tiếp theo nữa thì đến phần gia giảm gia vị. Đấy mọi người không? 13 gram thì nó sẽ là khoảng 1 thìa này. Đấy. 1 thìa này muối. Đi cùng với 1 thìa này cũng là đường luôn. Đây là Sơn có cân điện tử thì Sơn cân, nhưng mà ở nhà mọi người buổi sáng đồ ăn sáng không có thì mọi người chia tỷ lệ ra nhá. Nếu mà ở nhà ít người mình làm nửa cân thì chỉ cho nửa thìa này thôi. Đấy, trộn đều nó lên.
Cái này nhớ là hông thì quá trình hông thì mọi người nên để cho nước nó sôi rồi mọi người phải đổ vào nhé, chứ không là cái nước của gạo này này nó xuống bên dưới cái lỗ của sôi ấy mà nó chưa gặp nhiệt thì nó sẽ bị bết, quá trình mà nhiệt nó lên nữa thì nó sẽ bị bít hết tất cả các lỗ, nên là nó sẽ dẫn đến tình trạng là cái sôi nó lâu chín và nó bị bết phần bên dưới. Nên mọi người trộn như này là Sơn. Còn tiếp theo nữa thì trộn, nhớ là trộn đều nhé, không thì trộn có chỗ có muối có chỗ thì nó sẽ cái màu này nó sẽ không được đều. Đấy, cái nếp này đặc trưng của cái nếp này thì mọi người cứ trộn thoải mái đi. Mọi người cái nếp này so với nếp Thái thì nếp Thái chỉ cần ngâm đến 4 tiếng thôi, nhưng nếp này ngâm khoảng 8 tiếng, 6 đến 8 tiếng. Mọi người cứ buổi sáng, buổi tối sáng xác định mà làm cho ăn sáng cho mọi người ấy, thì tối mình ăn cơm xong thì mình ngâm luôn. Mình ngâm luôn thì mình vo thật kỹ xong rồi ngâm rồi sáng mai đổ ráo cho Sơn xong rồi hãy mọi người hãy đồ nhé. Đây thì Sơn cũng đã chuẩn bị một cái nồi và mật nước đun sôi sẵn. Rồi thì Sơn sẽ nó đổ nó vào luôn. Thường thường đồ cái này thì nếu mà mình đồ hai lửa, cái nếp này mình đồ hai lửa, còn nếp Thái mình chỉ đồ một lửa thôi. Nếp này mình đổ hai lửa thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu không thì mọi người nhớ đổ kỹ cho Sơn một chút xíu. Ở đây thì Sơn sẽ căn thời gian cho mọi người luôn. Tính từ thời điểm nước sôi là 7:10. 7:10 nhé. Nhớ là nước trong này nó phải sôi nhé. Đấy, mọi người cứ đậy vung và cho lửa cho sôi cho Sơn. Cái hành và cái nghệ này nhá, thì mọi người cho riêng ra Sơn này tí nữa. Sở dĩ lúc nãy Sơn không đập dập băm nhỏ hoặc là đập dập thì là vì đập dập nó sẽ mình sẽ không nhặt được các cái này ra này. Thì bây giờ cái nghệ này mình sẽ không ăn được. Có người ăn được, có người không ăn được thì mọi người nhặt hết cái nghệ, sẽ còn lại cái hành thì tí nữa mình ăn vì sôi. Đấy. Thì Sơn sẽ cho ra đây và tiến hành mình chưng hành nhé. Chưng hành thì mọi người, quá trình chưng hành thì để phải cho róc hết dầu. Mọi người chuẩn bị cho Sơn một cái giấy ăn ở nhà ấy, cho ra một cái rổ nhỏ. Tất cả làm thì mình phải chuẩn bị nhé, chuẩn bị những cái vật dụng mà mình cần thiết, chứ không đến lúc mình dùng thì mình là phải đi lấy, thì nó cũng là một cái quá trình làm chậm và nó bất cập trong quá trình mình làm. Sơn sẽ hướng dẫn cho mọi người chưng cái hành làm sao cho nó vàng luôn nhé. Cái bếp ở nhà thì mình cho nhiều dầu lên. Sau cái hai dầu hành này mình không dùng nữa thì mình có thể cho ra riêng để sau này mình xào hoặc là mình làm bất kỳ một cái gì cũng được. Đấy thì hành thì dầu thì mình mọi người đừng có cho dầu già quá nhé. Dầu mà mọi người thả cái hành, thử một cái hành này vào này. Nếu mà nó bắt đầu sủi lên được là được. Chứ còn nếu mà già quá mọi người cho vào phát là nó cháy. Thứ hai nữa là muốn cái hành mà nó được vàng đều thì mọi người thái cái hành này nó phải được đều tay, đừng có cái to cái nhỏ thì sẽ dẫn đến là sau này hành nó sẽ không được vàng đều. Một đặc điểm thứ ba nữa là quá trình chưng thì mọi người phải khuỏa đũa đều như là cho Sơn, tại vì nhiệt nó sẽ dàn cái ngọn lửa ấy, nó sẽ đi đều tất cả các mép này nè. Đấy, nó tập trung ở chính giữa cái lòng này là nó ít, nên là mọi người phải khuỏa đều như này đến khi ngọn lửa nhá. Ngọn lửa thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ to to lửa, sau rồi mình sẽ nhỏ dần, mình nhỏ để cho những cái mà mọi người thái nó không được đều nó sẽ vàng đều với những cái mà cái to hơn. Đấy là một cái bí quyết mà quá trình mình chưng hành. Đấy, mình cứ khuỏa như này, khi nào hành nó vàng đều là được thôi. Đấy, hành sắp vàng như này thì mọi người nhỏ lửa đi nhá. Nhớ là để ý các cái mép này, các cái mép này. Thì giai đoạn này hành ở các cái mép này rất là nhanh bị cháy. Nên cố gắng làm sao mà để phải khuỏa đều cho Sơn để tránh trường hợp hành nó bị cháy, bắt đầu vàng dần này. Mình chuẩn bị những cái công cụ cần thiết như cái để vớt hành nhá. Còn ở nhà nếu mà không có thì mình phải chuẩn bị luôn là cái âu để mình chắt cái dầu này ra. Chắt hết khô dầu ra, còn đâu nữa thì mình sẽ đổ sang cái phần phần giấy thấm dầu.
Đấy, hành nhé, chuẩn bị vàng nhé. Mình cái giai đoạn này mình cho nhỏ lửa để những cái hành mà mình cắt không đều, những cái mà nó dày này là nó sẽ ấy hơn. Được rồi, hành bắt đầu vàng thì mọi người cho ra ngoài cho sơn. Đấy, đây là thành quả mà hành mình đã trưng được nhé. Mọi người cho ra ngoài thì nhớ là bỏ vào giấy thấm dầu, tí nữa là hành nó sẽ bị thấm dầu. Đấy, màu rất là đẹp đúng không ạ? Mình chỉ chờ sôi được nữa mình ăn kèm với hành này nhé. 25 phút thì sôi cũng đã được mọi người nhé. Đấy, sôi ra thì nó sẽ màu ngà ngà vàng này. Mọi người thích màu vàng hơn thì có thể cho màu vàng hơn. Đấy, đơm cho mỗi người một bát, rất là ngon. Buổi sáng thì các mẹ hoặc ai mà rảnh thì làm như này cho gia đình ăn thì cũng đỡ phải đi ăn hàng. À, Sơn cũng chia sẻ một bí quyết như này nhé. Nếu như các mẹ mà thừa cái này này thì có thể là để cho nguội đóng vào túi và cho vào tủ tủ đông cho sơn. Cho vào tủ đông thì khi nào ví dụ mà mình ăn thì mình có thể cho vào lò với sóng mình bắn lại cho nó nóng là mình ăn luôn cũng được. Hoặc là có thể là ở nhà mình có các cái nồi hông nhỏ như này này thì mình có thể là bóp tơi sôi nó ra rồi lại cho lên hông lại khoảng cỡ 5 đến 7 phút là được thôi. Thế thì lúc nào đảm bảo trong nhà nó cũng có sôi mà sôi cũng ngon, bỏ tủ đông không vấn đề gì đâu. Các mẹ cứ cho sôi nguội xong rồi đóng vào từng túi một cho sơn nhé, đóng túi một xong rồi cho vào tủ. Đấy, khi ăn thì mình cho hành phi lên trên nhé, nhìn hấp dẫn không? Đấy, hành phi và ruốc bông. Nếu như ai ăn được ruốc bông nữa thì ai làm kịp ruốc bông thì mình sẽ ăn ruốc bông, còn không nữa thì hành này, hành mà thừa thì các mẹ các chị có thể cho vào trong hộp để cất hôm sau mình ăn nhé. Chứ mỗi lần trưng hành này, mỗi lần ấy này, cái dầu hành này thì mình cho ra bát để mình dùng dần. Đấy, ăn kèm nữa thì có thể ăn thêm thì ăn muối vừng. Sơn chống dịch nên ở nhà cũng làm luôn cho gia đình một lọ muối vừng này, rất là ngon. Đấy, chúc mọi người thành công nha. Nhớ ai chưa đăng ký kênh thì phải đăng ký kênh để ủng hộ Sơn nhé. Đấy, mọi người thấy xôi rất ngon nha. Đấy, cái hạt gạo nó đồ lên nó phải bóng và ngon như thế này. Nhớ đấy, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Sơn đấy. Chỉ cần 50 người nữa để Sơn đạt đến chỉ tiêu. Nên nhớ ủng hộ nha. Chào mọi người nha. Chúc mọi người thành công.